Hồi thứ 43 Khổng Minh Khẩu Chiến Hạ bọn quan Văn Gàng Lộ Túc Cương Cường Phá tan Nghị Luận Nhãm Nhắc lại Lộ Túc từ biệt Huyền Đức và Lưu Kỳ Rồi cùng Khổng Minh lên thuyền Nhắm hướng Sài tang mà đi Hai người ngồi trên thuyền bàn luận Túc dặn Khổng Minh Tiên sinh sang ý kiến tôn tướng quân Xin chớ nói thật Tào Tháo Nhiều binh tướng lắm nhé Tự kính đừng lo, lượng đã có cách đối đáp. Khi thuyền cập bến Sài Tan, Túc mời Khổng Minh vào quán dịch tạm nghỉ, rồi Túc vào ra mắt tôn quyền trước. Bây giờ quyền đang họp các quan văn võ bàn luận ở công đường, nghe Túc đã về, vội triệu vào hỏi. Tự kính qua giang hạ dò la hư thực ra sao? Túc nói, bẩm đã biết được đại lược, xin thông thả rồi Túc sẽ bẩm rõ ràng. Quyền đưa tờ hịch của Tào Tháo cho Túc xem, Tháo vừa sai đưa hịch tới đây, ta đã tạm cho sứ giả về, hiện đang bàn việc này với các quan mà chưa xong. Túc đỡ lấy tờ hịch, thấy đại khái như sau. Cô vân lệnh thiên tử đi đánh kẻ có tội, cờ mau trọ xuống miền Nam, lưu tông đã phải bó tay. Quân dân kinh tương đều theo gió mà hàng thuận. Nay cô thống nhất trăm vạn hùng binh, ngàn viên thượng tướng muốn cùng tướng quân giang hạ hội binh cùng đánh lưu bị chia nhau đất đai kết hòa hiếu mãi xin chớ ngập ngừng kịp gửi hồi ông phúc đáp túc xem xong hỏi tôn ý chúa công thế nào huyền đức nói hiện còn bàn luận chưa định ra sao cả chiêu tiến lên nói tào tháo có trăm vạn quân lại thấy danh nghĩa thiên tử để chinh phạt bốn phương ta chống cự thì danh không thuận vả lại cái thế lớn của chúa công khả dĩ chống được tháo chỉ là sông trường giang nay tháo chiếm được kinh châu rồi thì cái hiểm trường giang này tháo đã chi mất của ta một nửa thế không thể địch nổi vậy theo ngu ý không gì bằng nhận hàng cho xong đó là kế vạn toàn các mưu sĩ đồng thanh nói lời tự bố chính hợp ý trời quyền cúi đầu suy nghĩ không nói gì cả trương chiêu lại tiếp chúa công đừng nghi ngại gì nữa hàng đi thì nhân dân đông ngô được yên mà sáu quận giang nam này cũng vẫn giữ được quyền vẫn lặng thinh không đáp lát sau quyền đứng dậy vào thay áo lộ túc đi theo sau quyền hiểu ý vào khuất bên trong bèn nắm tay túc mà nói ý hiền khanh thế nào túc nói lời mọi người vừa bàn đó thực làm hỏng việc tướng quân mọi người đều có thể hàng tháo nhưng riêng tướng quân thì không thể nào hàng được sao vậy túc nghiêm trang nói như bọn túc này mà hàng tháo ác vẫn được làm quan thế nào tháo lại chẳng ban cho mỗi người một chức châu quận hoặc tương đương nhưng tướng quân mà hàng tàu thì ôi còn biết về đâu ngôi chẳng qua đến phong hầu xe bất quá thì được một cổ ngựa bất quá thì được một con quân hầu nhiều lắm thì được vài tên như thế phỏng còn quay mặt hướng nam mà xưng cô xưng quả được chăng lời mọi người nói ra đều là vị kỷ Ai cũng chỉ biết có thân họ, vợ con họ mà thôi, thật không nên nghe. Tướng quân nên sớm lo kế lớn hơn mới được. Quyền nghe xong than rằng, nghị luận của mọi người quả làm cho ta hết trong cậy. Tự kính nói kế lớn chính hợp lòng ta, thật là trời đem tự kính ban cho ta vậy. Chỉ hiềm thấy Tháo đã thu được quân viên thiệu, gần đây lại gom thêm kinh châu, sợ sức ta khó địch nổi. Túc nói, tôi đến Giang Hạ, có đưa được người em gia các cẩn về đây, chú công nên mời vào hỏi để biết được hư thực quân tàu. Quyền nghe nói mừng rỡ hỏi, Ngoạ Long Tiên Sinh đã đến đấy à? Hiện đang nghỉ ngơi ở quán dịch. Quyền nói, hôm nay tối rồi, đừng vội tương kiến, để sáng mai ta hội đủ văn võ dưới trướng, rồi hãy mời vào cho Khổng Minh biết đủ mặt bọn anh Tuấn Giang Đông ta, sau đó sẽ cùng lên công đường làm việc. Túc Vân lệnh lui ra. Hôm sau... Túc đến quán dịch mời Khổng Minh rồi lại ân cần dặn nhỏ. Hôm nay vào ý kiến chúa công tôi xin tiên sinh chớ nói Tào Tháo nhiều binh nhé. Khổng Minh mỉm cười. Lượng sẽ tùy cơ, quyết không để đến nỗi hỏng việc. Khi Túc đưa Khổng Minh vào dưới trướng đã thấy bọn Trương Chiêu, Cố Ung và toàn ban văn quan hơn 20 người ai nấy mũi cao đai rộng xốc áo vào ngồi chỉnh tề ở đấy. Khổng Minh tới chào từng người, thông tên họ khắp một lượt, thi lệ xong, trở vào ngồi ở ghế khách. Bọn Trương Chiêu thấy Khổng Minh phong thần phiêu sái, khí vũ hiên ngang thì đoán chắc đến để du thuyết. Chiêu bèn lên tiếng khêu gợi trước. Chiêu này chỉ là kẻ mặc sĩ Giang Đông, từ lâu nghe tiếng tiên sinh nằm cao ở Long Trung, tự ví với quả nhạc, lời ấy quả có thật chăng? Khổng Minh mỉm cười đáp, đó chỉ là câu ví tầm thường, hồi lượng này còn nhỏ kia đấy. Bị khiêu khích, Chiêu nói, gần đây nghe Lưu Dự Châu ba lần đến liều tranh cầu khẩn mới hân hạnh được tiên sinh ra giúp, coi như cá gặp nước, những tưởng ra tay một chút là lấy Kinh Châu như cuốn chiếu. Nay Kinh Châu phút chốc bỗng về tay Tào Tháo, chẳng hiểu chủ kiến tiên sinh thế nào. Khổng Minh thầm nghĩ, Trường Chiêu là đệ nhất danh sĩ dưới trướng tôn quyền, nếu không đánh độ hắn trước thì khó mà thuyết được quyền. Bèn đáp rằng, Tôi coi việc chiếm đất hán thượng như trở bàn tay, chỉ vì chúa công lưu dự châu tôi chuyên làm điều nhân nghĩa, không nỡ cướp cơ nghiệp của họ hàng nên nhất định không nghe. Lưu Tông là đứa trẻ thơ, nghe lời lũ xỉm nịnh, bí mật hàng tàu, nên Tháo mới được lộng hành như vậy. Này chú công tôi đóng binh gian hạ, sẽ có kế hay, kẻ tầm thường không thể biết được. Chiều nói, nếu vậy, thì ra tiên sinh nói một đàn là một nẻo, tiên sinh tự ví với quản nhạc mà quản trọng xưa làm tướng quốc giúp hoàng công làm bá chư hầu một phen khuôn chính được thiên hạ nhạc nghị thì giữ gìn được nước yên lúc suy yếu rồi sau hạ hơn 70 thành nước tề hai người ấy quả có chân tài tế thế còn như tiên sinh khi ở thảo Lương chỉ cười gió cực trăng ôm gối cao làm thú vị nhưng nay đã theo giúp lưu dự châu thì nên mở mang điều lợi cho dân vì sinh linh mà trừ nguy diệt loạn chứ vả lại dự châu khi chưa được tiên sinh cũng còn vẫy vùng thiên hạ chiếm cứ đất nọ thành kia thì khi được tiên sinh ai ai chẳng ngửa cổ ngóng trong dẫu đứa bé con cũng nghĩ rằng dự châu như hổ mọc thêm cánh và đã tưởng nhà hán phục hưng họ tàu bị diệt đến nơi từ các trung thần nơi triều đình đến những ẩn sĩ trong rừng núi không ai là không trong con mắt đợi chờ bàn tay quét sạch mây mù trên không trung cho nhìn thấy ánh sáng nhật nguyệt, cứu vớt dân ra khỏi nơi lửa bỏng nước sôi, đưa thiên hạ lên chỗ giường êm chiếu ấm. Cơ hội chỉ có ở lúc này vậy. Nào ngờ, từ ngày tiên sinh về giúp dự châu, vừa ra trận một phen đã bỏ áo giáp, vác ngược đau thương, thấy bóng địch là theo gió mà chạy. Thế là trên không báo đáp đền được lưu biểu mà che chở thứ dân dưới không giúp nổi đứa con côi để giữ lấy bờ cõi. Nào bỏ tân giả rồi chạy khỏi phàn thành, nào đại bại ở đương dương lạc lỏng ra hạ khẩu, thật không còn mảnh đất dung thân. Thì ra, sau khi dự châu có tiên sinh giúp lại không được như trước, quản trọng nhạc nghị xưa kia có giống thế chăng? Vài lời ngu trực, xin tiên sinh đừng lấy làm giận. Khổng Minh nghe xong, khinh khỉnh cười nhạt rồi đáp. Chim bằng bay vạn dặm chỉ lớn đấy, bầy chim sẻ làm sao hiểu nổi. Việc lớn gặp nguy nan cũng ví như người lâm bệnh nguy kịch. Muốn chữa, trước hết hãy dùng nước cháo loãng, hòa thuốc nhẹ cho uống. Đợi khi tạng phủ điều hòa, cơ thể tạm yên, bây giờ mới bồi bổ bằng cá thịt, đem thuốc mạnh mà trị, ác bệnh hết, và người được toàn sinh. Chứ nếu không đợi khí mạch hòa hoãn, đổ ngay thuốc công phạt, cho ăn ngay món béo ngon, muốn cho khỏi liền thì bệnh lâm nguy khó mà chữa được nữa chúa công lưu dự châu tôi từ ngày thua trận nhữ nam qua nương nhờ lưu biểu quân số còn không đầy một nghìn tướng tá chỉ có quan trương triệu lúc ấy chính như người bệnh đã suy nhược khổ nguyện quá rồi tân giả lại là một huyền nhỏ ở ven núi nhân dân thưa thớt lương thực hiếm hoi chẳng qua dự châu tạm mượn để dung thân chứ đâu cam phận ngồi giữ mãi nhưng cái phép dùng binh vốn không cùng, cho nên dù thành quách không vững chắc, quân lính không tinh luyện, lương chỉ đủ ăn từng ngày mà chỉ một trận lửa thiêu bát vọng, một làn nước cuốn bạc hà cũng đủ khiến cho bọn hạ hầu đôn tàu nhân tan vỡ hồn mật. Dùng binh như thế, thiết tưởng quan trọng, nhạc nghị xưa kia chưa chắc đã hơn gì. Còn nếu như việc lưu tông hàng tháo thì chú công tôi quả thật không ngờ. vả lại, không nỡ nhân lúc rối loạn mà cướp cơ nghiệp của người trong họ thật là đại nhân đại nghĩa Trận đương dương sở dĩ phải thua là vì nhìn thấy mươi vạn dân chúng luyến nghĩa cố dìu già dắt trẻ đi theo. Dự châu không nỡ bỏ rơi nên chậm bước mỗi ngày mưa dặm không nghĩ đến chuyện tiếng gốc chiếm gian lăng. Cam đành chia tay sẽ đắng với dân. Điều đó lại càng tỏ rõ đại nhân đại nghĩa. Ít không địch nổi nhiều. Thua được, được thua là chuyện bình thường như xưa kia Đức Cao Hoàng bị thua hạng phủ bao nhiêu trận mà chỉ sau thắng một trận cai hạ là thành công. Chiến thắng ấy chẳng là nhờ mẹo giỏi của hàng tính đấy ư, mà hàng tính phò cao tổ từ lâu, nào đã mấy khi thủ thắng. Thế mới biết, làm việc lớn quốc gia, giữ an nguy xả tắc, phải là người có chủ kiến cao xa, chứ không phải như hạng khua môi múa mép, nói suông bàn hảo lòe đời. Ôi, khi yên lành ngồi một xó mà bàn to luận lớn thì không ai bằng lúc lâm sự phải ứng biến thì trăm việc làm nổi một chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi khổng minh nói luôn một thôi như thế khiến cho trương chiêu tái mặt ngồi im thinh thích không trả lời được nữa bỗng có người lớn tiếng hỏi nay tào công đóng trăm vạn quân ngàn viên tướng như rồng vờn hổ ngó sắp sửa nuốt sóng giang hạ ông thấy thế nào khổng minh nhìn ra Thấy Ngu phiên bèn trả lời Tào tháo vơ vét quân viên thiệu Như lũ kiến tan đàn Lượm lạc quân của lưu biểu Như bày quạ vỡ tổ Thì dẫu có đến mấy trăm vạn Cũng không đủ sợ Ngu phiên cười nhạt <cười> Đại bại ở đương dương Xoay kế cùng ở hạ khẩu Nay phải khúng núm đi cầu cứu nước người Mà còn nói không sợ Thì thật là đại ngôn loè đời Khổng minh nói Lưu Dự Châu với hàng ngàn quân nhân nghĩa, địch sao lại trăm vạn quân bạo tàn. Nay, lưu giữ hạ khẩu là để đợi thời cơ. Chứ Giang Đông các ông, binh nhiều lương đủ, lại có địa thế hiểm trường Giang, mà còn toan xuôi chúa khom gối hàng giặc, không nghĩ đến việc thiên hạ chê cười, ấy mới là đáng chán. Chứ so việc này suy ra, đủ biết lưu dự châu tôi chẳng sợ giặc tháo chút nào cả. Ngu phiên đành im miệng, chợt lại có tiếng hỏi. Khổng Minh định bắt trước Tô Tần Trương Nghi đem ba tấc lưỡi sang du thuyết Đông Ngô Đê Chăng. Mọi người nhìn lại thì ra là bộ chất tên tự là Tử Sơn. Khổng Minh mỉm cười bảo: "Tử Sơn chỉ coi Tô Tần Trương Nghi là hai tay biện sĩ mà không biết Tô Trương chính là hai hào kiệt. Tô Tần đeo tướng ấn sáu nước, Trương Nghi hai phen phò chúa nên nghiệp lớn." hai người thế không thể đem ví với hạng sơ mạnh hiếp yếu, chưa trông thấy đao kiếm đã vội trục cổ lánh mình. Nói nghe như các ông đây, vừa mới nghe mấy lời hịch lòe của Tào Tháo đã sợ cuốn lên xin đầu hàng rồi, thế mà dám coi thượng tô tần trư nghi ư. Bộ chất lại câm miệng luôn, đến lượt tiết tổng lên tiếng văn hỏi, khổng minh cho Tào Tháo là người thế nào? Tào Tháo là thằng giặc nhà Hán, còn phải hỏi gì nữa? Tổng lắc đầu, ông nói thế là lầm, Nhà Hán trải qua 400 năm, đến nay số trời đã hết, hiện Tàu Công đã có 2 phần 3 thiên hạ trong tay, lòng người đâu đấy quy phục, Lưu Dự Châu không hiểu thiên thời, còn cố gượng tranh giành thật là trứng chọi với đá, thua là phải lắm. Khổng Minh phát gắt lên rằng, Tiết Kính Văn sao nỡ thở ra những lời không chúa không cha như thế, phạm con người sinh ra trong trời đất phải lấy nết trung hiếu làm gốc mà lập luận ông đã làm tôi nhà hán thấy có kẻ trái đạo thần tử như thế thì phải thề với lòng tìm kẻ tru diệt nó đi mới đúng là đạo làm tôi chứ như tào tháo tổ tông đời đời ăn lộc hán mà nó không nghĩ báo đền lại đem lòng giả bất mưu toan xoáng nghịch khắp thiên hạ đang căm giận thế mà ông dám đem số trời ra bên vực nó thì thật là một kẻ vô quân vô phụ không nghị luận cùng nhau thôi xin ông im đi đừng nói nữa Tiết tổng thẹn đỏ mặt, ngồi câm miệng hến. Chợt lại của người cất tiếng văn hỏi. Tào Tháo tuy có hiếp thiên tử để sai khiến chư hầu thật, nhưng còn là cháu chắc quan tướng quốc Tào Tham, chứ Lưu Dự Châu tự xưng là dòng giỏi trung sơn vừa tỉnh vương mà chẳng có gì làm bằng cứ. Hiện mắt trông thấy chỉ là một chàng dệt chiếu đóng giày, như thế thì so đỏ với Tháo sao được. Khổng Minh nhìn kỹ thì ra là lục tích, bèn cười ha hả ông có phải là chú bé họ lục đã ăn cắp quýt trong bữa tiệc tiểu diên ở nhà viên thuật đó không hãy lãng lặng ta giảng giải cho mà nghe này tào tháo đã là dòng giỏi quan tướng quốc thì càng phải trọn đạo làm tôi để giữ nếp nhà thế mà nay nó chuyên quyền hống hách dối lừa lấn hiếp đấng quân phụ thì nó không những mắc tội vô quân mà còn thêm tội miệt tổ không những là đứa loạn thần nhà hán mà còn là thằng con hư họ tàu còn lưu dự châu ta đường đường là con cháu nhà vua chính đương kim hoàng đế đã xét hoàng tộc thế phả mà nhận là chú ban cho danh tước rành rành sao ông dám bảo không căn cứ vả lại như đức cao tổ xưa xuất thân là một kẻ đình trưởng mà rồi có được thiên hạ thì nghề làm dép dệt chiếu có gì mà nhục cái kiến thức của ông thật là tuồng trẻ con không đáng bàn luận cùng bậc cao sĩ lục tích ngồi tịch mịch nghiêm tuấn lại hỏi những lời khổng minh vừa nói đều là cả tiếng để ác dẻ chứ không phải chính luận nhưng thôi hà tất phải cãi vã làm gì chỉ xin hỏi khổng minh bình nhật chuyên nghiên cứu kinh điển gì khổng minh cười nói nghiền từng câu gò từng chữ là bọn hữu nho đời nay phỏng có giúp dân giúp nước nên công nghiệp gì vả khi xưa ông y doãn đi cày ở đất sằng ông tử nha đi câu trên sông vị với những ông trương lương trần bình cảnh can đặng vũ đều có tài xoay chuyển vũ trụ mà không hiểu bình sinh đã chuyên trị những kinh điển gì hay là chúng bắt chước bọn thư sinh mặt trắng khư khư ôm cái bút cái nghiêng trong văn phòng vạch chỗ đen bàn chỗ trắng múa ngòi bút lọng câu văn mà thành được tài kinh bang tế thế như vậy nghiêm tuấn tái mặt cúi đầu không nói gì nữa chợt có tiếng người nói lớn ông chỉ được có cái nói thánh nói tướng là giỏi chứ chưa chắc đã có thực học coi chừng kẻo bọn nho giả họ cười cho đấy khổng minh nhìn ra thấy là trình bỉnh tự là đức khu vốn người nhữ nam bèn dõng dạc đáp nho có quân tử nho có tiểu nhân nho khác nhau xa lắm nhà nho quân tử thì trung quân ái quốc giữ chính ghét tà chuyên làm lợi làm ơn cho người cùng thời để danh thơm về hậu thế còn bọn tiểu nhân nho chỉ chuyên nặng gọt văn chương, khéo nghề bút mực, xuân xanh làm phú ngâm thơ, đầu bạc, gò nghiền kinh điển. Dưới ngọn bút tuy có ngàn lời mà trong lòng không được một mẹo. Như Dương Hùng có tài văn chương quán thế mà khom lưng đi nhờ vương mãn để rồi phải gieo đầu từ lầu cao xuống đất mà chết. Chính là hạng tiểu nhân nho đấy. Thử hỏi một ngày làm thơ phú ngàn câu đi nữa đã được ít gì? Thế là Trình Bình cũng câm nín nốt thấy khổng minh đối đáp như nước chảy khắp mặt tài tuấn đông ngô đều xanh mắt bây giờ còn có trương ôn và lạc thống muốn bắt bẻ khổng minh nữa nhưng hai người chưa kịp cất tiếng thì bỗng thấy một võ tướng từ bên ngoài xịt bước vào nói lớn tiếng như quát lên khổng minh là bậc kỳ tài đời nay sao các ông đem những chuyện đầu lưỡi ra bắt bẻ như thế không hợp lễ kính khách kìa đại quân tào tháo đến sát bờ cõi lo kế sách đối địch chẳng lo lại ngồi đó mà đấu khẩu thế này à Mọi người nhìn lại thì ra là Hoàng Cái, tự là Công Phúc, vốn quê Linh Lăng, hiện là quan coi lương của Đông Ngô. Trách bọn mưu sĩ rồi, Hoàng Cái bảo Khổng Minh. Tôi nghĩ rằng, phải nói nhiều thì dù được lợi cũng không bằng im lặng. Sao tiên sinh không đem những lời vàng ngọc nói thẳng với chúa công tôi, việc gì phải biện luận với mọi người như thế? Khổng Minh nói, vì các ông ấy không hiểu việc đời, cứ vặn hỏi mãi, tôi mới phải đối đáp đấy chứ. Thế là Hoàng Cái với lộ túc đưa khổng minh vào ra mắt tôn quyền vào đến cửa giữa gặp ngay gia cát cẩn khổng minh lại chào cẩn hỏi chủ sang giang đông sao không tới gặp anh khổng minh nói thưa anh em đã thờ lưu dự châu thì theo lẽ trước lo việc công sao mới nghĩ việc tư việc công chưa xong em chưa thể đến hầu xin anh lượng thứ vậy hiền đệ vào ý kiến ngô hầu rồi lại ngay nhà ta nói chuyện nhé cẩn dặn rồi đi ra ngoài lỗ túc lại nhắc khổng minh lần nữa những lời tôi đã dặn tiên sinh chớ quên nhé khổng minh gật đầu xin nhớ rồi cùng nhau vào đô đường tôn quyền bước xuống thềm đón tiếp rất ân cần cung kính thi lễ xong mời khổng minh ngồi còn các quan văn vũ đứng sắp hai bên lỗ túc đứng ngay bên cạnh khổng minh chỉ chực xem ăn nói ra làm sao khổng minh đem thiện ý của huyền đức bày tỏ mấy lời trong khi đó, Khổng Minh để ý lén nhìn Tôn Quyền, thấy mắt biết râu tía, nghi biểu đường đường, thì nghĩ thầm. Người này tướng mạo phi thường, mình chỉ có thể khích chứ không thể nói khéo được. Đợi khi ngỏ lời hỏi, mình sẽ khích cho mấy câu là được việc. Tả hữu dân trà nước sông. Quyền nói. Thường nghe lỗ tự kính nói đến tài lớn túc hạ, nay hân hạnh được gặp mặt, xin dạy bảo cho những điều hữu ích. Khổng Minh đáp. Lượng vô học bất tài thật để uổng lời minh vấn. Quyền hỏi, gần đây Túc Hạ ở Tân Giả giúp Lưu Dự Châu quyết chiến với Tào Tháo, ác biết rõ hư thực địch quân. Khổng Minh nói, Lưu Dự Châu binh đơn tướng ít, thành Tân Giả lại bé nhỏ thiếu lương nên không thể cầm cự với Tào Tháo được. Thế quân Tàu có độ bao nhiêu? Quân mã, quân bộ, quân thủy, tất cả có đến hơn trăm vạn, Số ấy hoặc là số họ phao hoa lên đó chăng? Bẩm không hoa đâu ạ. À. Tào Tháo trước có quân Duyện Châu rồi thu thêm hai vạn quân Thanh Châu sau khi dẹp phiên thiệu được năm sáu mươi vạn lại thêm số quân mới mộ ở Trung Nguyên có tới ba bốn chục vạn nữa cho đến nay lại thêm hai ba mươi vạn quân Kinh Châu. Cứ thế mà tính thì ít ra Tháo cũng có trên một trăm năm mươi vạn nhưng sở dĩ lượng này phải nói rút xuống 100 vạn là sợ làm kinh tâm các nhà mưu sĩ gian đồng đấy. Bây giờ lộ túc đứng bên cạnh, nghe khổng minh nói sơ sơ như thế thì sợ tái cả người. Đã mấy lần đảo mắt ra hiệu, nhưng khổng minh cứ lờ đi như không biết. Quyền lại hỏi, các chiến tướng bộ hạ của Tháo được bao nhiêu người? Những kẻ sĩ túc trí đa mưu với những chiến tướng quen xung trận ít ra cũng một vài ngàn người. Nay Tháo bình xong kinh sở, liệu còn mưu tính gì xa nữa không? Hiện Tháo đã men đại gian hạ trại, chuẩn bị chiến thuyền để qua sông, như thế chẳng là gian đông thì còn chiếm đất nào nữa. Nếu quả Tháo có ý thôn tính như thế, thì đánh hay không đánh, mong Túc Hạ hãy vì ta mà quyết định một lời. Lượng có một lời muốn nói, nhưng sợ tướng quân không chịu nghe thôi. Xin cứ cho nghe lời cao kiến. Khổng Minh mới giọng dạc nói. Trước đây thiên hạ đại loạn, nên tướng quân nên giữ lấy đất phía Đông Giang, lưu dự châu, giữ phía Nam sông Hán, cùng tranh thiên hạ với Tháo. Nay Tháo đã quét trừ nạn lớn, bình định được gần hết các nơi. Mới đây lại chiếm cả Kinh Châu, oai danh lẫy lừng bốn bể. Bây giờ tuy có bậc anh hùng mà không còn đất nào để dùng võ, cho nên lưu dự châu phải lánh mình nơi đây. Vậy còn một tướng quân xin hãy lượng sức mà xử quyết, nếu xét thấy có thể đem quân ngô việt chống nhau với trung quốc thì sớm liệu mà tuyệt giao ngay đi bằng không được thế thì còn đợi gì mà chưa nghe lời các mưu sĩ thu quân bó giáp quay mặt hướng bắc đầu hàng cho yến quyền lúng túng chưa biết đáp ra sao khổng minh lại nói tướng quân ngoài mặt giả tiếng thần phục mà trong lòng ngờ vực toan tính nước đôi việc đã cấp bách mà không dứt khoát tai vạ đến chưa biết lúc nào quyền lại hỏi nếu quả như lời túc hạ, sao lưu dự châu không hàng tàu đi? Khổng Minh mỉm cười đáp. Điền hoành xưa chỉ là một tráng sĩ nước tề mà còn giữ nghĩa, không chịu nhục. Huống chi dự châu tôi là con cháu nhà vua, tiếng anh hùng lừng lẫy trên đời, hiền sĩ xa gần đều trong ngóng. Dẫu việc không thành cũng tại số trời, đời nào lại chịu ở dưới người ta như thế? Quyền nghe Khổng Minh nói câu này, bất giác xa sầm nét mặt, dụ áo đứng dậy, quay vào nhà trong, các quan ai nấy cười nhạt rồi giải tán lộ túc trách khổng minh sao tiên sinh lại nói thế may mà chúa công tôi khoan hồng đại độ không quở trách ngay trước mặt đấy lời lẽ tiên sinh thật coi thường chúa tôi quá khổng minh ngửa mặt lên cười hà hà sao mà độ lượng hẹp hòi như thế cái kế phá tàu ta đây vẫn còn thừa nhưng vì ông ấy không hỏi nên ta không nói đấy chứ túc nói nếu tiên sinh quả có mẹo hay phá tàu Tôi xin vào mời chúa công ra cầu giáo. Khổng Minh nói, ta coi trăm vạn quân tàu không khác gì đạn kiến, ta chỉ ra tay một cái là chúng tan như cám. Túc nghe nói thế, lập tức vào hậu đường xin bẩm tôn quyền. Bây giờ quyền còn tức giận chưa nguôi, thấy túc vào liền bảo. Và các lượng bậy thật, y coi thường ta quá lắm. Túc nói, tôi cũng trách lượng như thế, thì y lại cười chúa công hẹp lượng dung người, Chữ kế phá tàu y vẫn có sẵn nhưng không chịu khinh suất nói ra đấy thôi sao chú công không ngỏ lời mà hỏi quyền nghe nói hết cả giận vui mừng ngay lên à thì ra khổng minh vốn có kế hay nên mới nói khích to như thế vì ta nông nổi chốc lát hiểu lầm chút nữa hỏng việc lớn rồi lập tức cùng lỗ túc trở ra đô đường lại mời khổng minh vào nói chuyện quyền tạ lỗi vừa rồi lỡ mạo phạm uy nghiêm xin tiên sinh thứ lỗi khổng minh cũng tạ rằng lượng nói năng thất thố xin tướng quân tha tội cho quyền mời khổng minh vào thẳng hầu đường bày rượu thết đãi uống được vài tuần quyền nói tào tháo bình sinh chỉ thù ghét lã bố lưu biểu phiên thiệu phiên thuật dự châu và cô này nay mấy tay hùng lượt kia đã bị diệt chỉ còn lại dự châu và cô vậy thôi với toàn thể đất ngô này, cô không thể nào đem mình cho ai khiên chế được. Ý cô đã quyết, phi hợp tác với Lưu Dự Châu thì không còn ai để chống nổi Tào Tháo. Nhưng Dự Châu vừa mới thua trận, chẳng hay có đủ sức lo nạn này chăng? Khổng Minh nói, Dự Châu tuy thua nhưng quan văn trường còn có vạn quân tinh nhuệ. Lưu Kỳ thống suốt chiến sĩ gian hạ cũng không kém một vạn người. Quân tàu tuy đông nhưng từ xa tới đã mệt mỏi, như mới đây, vì cố đuổi theo dự châu mà quân khinh kỵ một ngày một đêm phải chạy tới 300 dặm. Như thế, dù quân tinh tráng tới đâu cũng phải suy yếu. Khác nào cây cung cứng bị dương quá sức đã oan, đem bắn bức lụa căng cũng đã khó thủng. vả quân lính miền Bắc không quen đánh trận dưới nước, còn quân dân Kinh Châu theo tháo chẳng qua vì bức bách, chẳng phải thực tâm đâu. Này tướng quân hiệp lực đồng tâm cùng Lưu Dự Châu ác phải được quân Tàu. Quân Tàu bị phá, thì Tháo phải bỏ về Bắc. Như vậy là thế lớn kinh ngô nổi bật hẳn lên tạo thành cái hình thiên hạ chia ba chân vạc. Cái cơ thành bại chính là ở lúc này chỉ còn đợi tướng quân quyết định. Quyền nghe xong hớn hở nói lời vàng đá của tiên sinh đã khai thông miền bế tắc soi sáng ốc tối tâm ý cô đã quyết không còn hồ nghi gì nữa ngay từ hôm nay phải bàn việc khởi binh chung sức diệt tào tháo Nói rồi cùng đầu túc đem ý ấy truyền dụ khắp văn võ quan viên hay và đưa khổng minh về quán dịch an nghỉ. Trường chiều nghe tin tôn quyền sắp khởi binh thì lo sợ bảo mọi người. Chú công mắc mưu gia các lượng rồi. Bèn vội vàng kéo nhau vào bẩm quyền. Chúng tôi xin chú công sắp hưng binh giao chiến với Tào Tháo nên xin có mấy lời bẩm bạch. Chú công tự so với viên thiệu thế nào? Trước kia, Tháo binh đơn tướng ít mà chỉ đánh một trận là hạ được thiệu, huống chi nay đem cả trăm vạn quân đánh miền Nam, chúng ta khinh địch sao được. Nếu nghe lời Gia Cát Lượng hấp tóc dùng binh thì thật là tưới dầu để chữa cháy. Quyền chỉ cúi đầu im lặng, Cố Ún cũng nói, Lưu Bị bị tháo đánh bại nên muốn mượn binh lực Giang Đông ta để chống đỡ đấy, chú công lẽ nào để cho người ta lợi dụng như thế, xin nghe lời tử bố là hơn. Quyền vẫn trầm ngâm không nói, ngần ngừ chưa quyết ra sao, bọn trương chiêu ra khỏi, lỗ túc lại bước vào bảo quyền. vừa rồi bọn tử bố lại can chúa công đừng động binh, cố ý khuyên hàng như thế, thật là bọn bề tôi chỉ lo giữ thân xác bảo toàn vợ con, mưu kế vị kỷ đã rành rành, xin chúa công chớ nghe họ. Quyền vẫn đăm đăm suy nghĩ, túc lại dục, nếu chúa công chần chừ nghi hoặc, ác mọi người làm lỡ việc mất thôi. Quyền nói. Khanh hãy tạm lui để ta suy nghĩ thật kỹ càng đã. túc lui ra, bây giờ các quan đang tụ họp bàn tán. Các võ tướng có những người muốn chiến, còn bọn quan văn đều muốn hàng, thành ra tranh luận ồn ào, chẳng đi đến đâu cả. Tôn quyền lui vào nhà trong, nghĩ ngợi nhiều quá, ăn không ngon, ngủ không yên, phờ phạt cả người mà vẫn chưa biết quyết định ra sao. Bà Ngô Quốc Thái thấy vậy hỏi. Có chuyện gì, lo nghĩ trong lòng, mà bỏ ăn bỏ ngủ như thế. Quyền thưa, nay Tào Tháo đóng quân Giang Hán có ý dòm ngó Giang Nam ta, còn hỏi các quan văn võ thì kẻ khuyên hàng người muốn đánh. Nếu để xảy ra chiến tranh, e sức không đủ giữ mà hàng thì sợ Tháo không dung, vì thế còn do dự chưa quyết. Ngô Quốc Thái nói, con không nhớ lời chị ta lúc Lâm chung dặn thế nào ư? Quyền nghe nhắc đến lời Di chúc bất giác như rượu say vừa tỉnh, như thức giấc sau cơn mê. Đó chính là nhớ lời quốc mẫu khi lâm biệt, cho được Chu Lan lập chiến công. Lời trối trăng của Ngô Thái Phu Nhân trước kia thế nào? Nếu không nhớ, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoài Thư khổng minh muốn mượn quân đông ngô phá quân Tào tháo mà ở hồi này khổng minh chỉ mới lấy ba tấc lưỡi khích bác mọi người đánh đổ lũ nhà nho bằng lưỡi kích động tôn quyền cũng bằng lưỡi vốn có câu lưỡi tựa sông treo vậy lưỡi chính là nước nhưng lời nói như lửa thì lại có thể coi là lưỡi lửa thế thì ra quân hai bên chưa giao phong ở xích bích mà ngoạ long tiên sinh đã đánh trước một trận thủy chiến một trận hỏa công tại triều đình đông ngô rồi vậy Việc lưu tông hàng tàu, tức là vết bánh xe đổ cho tôn quyền trong đó làm gương, lũ bề tôi của tông như bọn vương sáng khoái việt đều được phong quan cao, chỉ riêng tông bị giết. Quyền mà hàng tháo thì cũng đến như thế, lời lậu túc nói ra xác đáng biết bao. Các quan đều có thể hàng, riêng tướng quân là không hàng được, lời ấy thật là kim ngọc chi luận vậy. Cái bệnh hoạn của giới văn nhân là nghị luận rất nhiều mà thành công rất ít, như cái đám quần nho đông ngô này, đại binh địch sắp kéo đến mà cứ ngồi múa mép, rặt những chi hồn, giả giả thi vân dư viết, lan mang tràn gian đại hải chưa thôi. Đó cũng giống như cái lối thanh đàm của người Tấn, cái đạo học của bọn Tống Nho chẳng bổ ích cho quốc gia hết. Cả một ban văn sĩ đứng đầu là Trương Chiêu, đang vấn nạn khổng minh, cũng những câu đầu lưỡi, bỗng đâu được một võ tướng như Hoàng Cái bước vào, thét cho một tiếng, cắt đứt một cuộc biện luận lòng vòng vô ích. Thật là chuyện thống khoái vậy thay. Huyền Đức bôn ba lần đận mãi ở miền Bắc và Trung Nguyên, rồi vừa như người khách dựng chân ở Kinh Tương lại đã lật đật chạy xuống miền Nam chưa biết về đâu. Tôn quyền thì nối nghiệp Giang Đông đã ba đời, thế mà Khổng Minh thuyết quyền rằng quân Tàu bị phá, ác tháo phải bỏ về Bắc và thế lớn kinh ngô nổi dậy, tạo thành cái vạt ba chân, tức là Khổng Minh choáng lấy Kinh Châu cho chủ mình để chia thiên hạ thành ba nước như thế chẳng là đại ngôn lắm sao. Thưa rằng, lời ấy không phải đến lúc ấy Khổng Minh mới nói ra mà Khổng Minh đã nói ngay từ lúc gặp Huyền Đức tại Liều Tranh rồi. Không phải đợi đến khi sắp sửa lấy Kinh Châu rồi mới nghĩ ra, cũng không phải vì chưa chiếm được ít Châu mà coi như là không có. Và lúc ấy tuy Lưu Biểu đã mất, nhưng Lưu Chương, Trương Lỗ, Mã Đằng, Hàng Toại hãy còn, Thế mà Khổng Minh chỉ nói chi ba chân phạt không đếm xỉa gì đến bốn người kia thì quả là kiến thức anh hùng trong xa thấy rộng, tiên định việc thiên hạ vậy. Trước kia Tào Tháo uống rượu mơ xanh luận về anh hùng đã bảo Huyền Đức rằng anh hùng trong thiên hạ chỉ có sứ quân với Tháo này. Đến hồi này Tôn Quyền cũng nói phi hợp với Dự Châu thì không thể cùng ai để địch nổi Tháo. Sao lại nói không cùng nghĩ mà lại hợp nhau như thế thì ra là trong thiên hạ chỉ anh hùng mới biết được anh hùng, không phải đợi đến lúc chia ba chân vạc mới biết nhau mà đã thấy rõ ngay trong lúc người ta cô cùng vậy. Người đời nay mắc thịt đục lờ, chỉ thấy ai đắc thời hách dịch là sợ mà trọng vụng. Ấy ai luôn lạc vô cùng thì khinh bỉ mà cười chê, cho nên không phải là đồng đẳng thì không thể biết nhau được. Văn tự sự hồi này có nhiều khúc chiết rất khéo, nào khổng minh tới Giang Đông, quyền cũng chưa tiếp vội để cho gặp các mưu sĩ trước, rồi những cuộc cãi vã của các mưu sĩ, những lời nói khích chọc tức tôn quyền, những sự giận dỗi làm cho độc giả tưởng như hai nhà lưu tôn không thể hợp được. Thế mà sau này, hai bên lại hợp nhau phá tàu, thật là chuyện sắp thông thuận, bỗng như bị cản trở, sắp gần gũi, bỗng như xa nhau ra, biến ảo cô cùng. Cho đến khi đã nghe khổng minh vạch kế, lỗ túc đã bày mưu, quyền quyết định rồi lại phân vân, bỏ ăn mất ngủ, có như thế thì cái vai trò quyết định của chu du sau này mới nổi bật lên vậy